Hello, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và hôm nay là banner của Topaz ra mắt và có thêm một nhân vật 4 sao mới, đó là Guinafen. Và mình đã không may mắn quay được Topaz nên là mình quyết định làm một clip về nhân vật mới 4 sao này. Và mình sẽ cùng tìm hiểu xem nhân vật này có điểm gì đặc biệt và lối chơi và cách build hiệu quả và đội hình của nhân vật này như thế nào thì sẽ có trong cái clip này. Và không để anh em đợi lâu nữa, bây giờ cùng bắt đầu nào. Đầu tiên sẽ là bí kíp của Guinafen. Bí kíp này là thuộc về dạng tấn công và mình thấy lượng sát thương ở đây là tương đối kha khá. Bí kíp này có tên là ký nghệ siết địch cao thì sẽ tấn công kẻ địch ngay lập tức và khi vào trận sẽ gây 4 lần sát thương, mỗi lần sẽ bằng 50% tấn công của Guinafen và có 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu rơi vào cái trạng thái nuốt lửa. Cái trạng thái này nó sẽ nằm ở cái phần thiên phú của Guinafen. Về thiên phú thì khán giả nuôi nghệ sĩ. Khi Guinafen trong trận sau trạng thái thiêu đốt mà kẻ địch phải chịu gây sát thương thì sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái nuốt lửa. Ở trong trạng thái này thì sẽ khiến cho kẻ địch sát thương phải chịu tăng lên và ở thiên phú level 3 thì tăng 4,6% và thời gian duy trì đó là 3 hiệp. Trạng thái nuốt lửa này thì sẽ có tối đa là cộng dồn 3 tầng. Và 100% xác suất cơ bản ở đây thì chắc chắn là cũng không phải là 100%. Chẳng hạn như mình vừa hụt một con xác nhập ma và một con thì sẽ tích được một tầng nuốt lửa. Còn lại cái con boss tinh anh, cái con boss mà có kháng hiệu ứng cao nhất thì mình lại tích được 2 tầng nuốt lửa. Về năng lực thêm của thiên phú này, khi mà các bạn nâng thiên phú A4 lên thì khi vào trận, hành động của Guinafen sẽ được ưu tiên 25%. Và thiên phú A6 đi bộ tiêu dao thì sát thương gây cho kẻ địch rơi vào cái trạng thái thiêu đốt là tăng 20%. Mình thấy đây là hai năng lực khá là cần thiết cho Guinafen. Về chiến ký thì Guinafen sẽ ném một quả thuốc nổ gây sát thương cho ba kẻ địch. Và chiến ký này có tên là màn mở đầu hoành tráng. Gây cho một kẻ địch tính sát thương hỏa bằng 66% tấn công của Guinafen thiên phú level 2. Và gây cho hai mục tiêu bên cạnh là 22% tấn công. Và cái kỹ năng chủ đạo của thiên phú này đó là gây 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu rơi vào cái trạng thái thiêu đốt. Thì ở trong trạng thái thiêu đốt này thì nó sẽ là cái sát thương DOT, sát thương chính của Guinafen. Và lượng sát thương này là bằng 92% tấn công của Guinafen và duy trì 2 hiệp ở thiên phú level 2. Và năng lực thêm của thiên phú này sẽ được mở khóa khi mà các bạn có tinh hồn 1. Đó là khi thi triển chiến ký sẽ có 100% xác suất cơ bản chiến kháng hiệu ứng của kẻ địch tấn công giảm 10% và duy trì 2 hiệp. Về đòn đánh thường của Guinafen thì cũng không có gì đặc biệt và lượng sát thương thì cũng không cao. Nhưng mà ở đây sẽ mở khóa thêm khi mà các bạn nâng năng lực A2 lên. Thì khi mà tấn công thường sẽ có 80% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào cái trạng thái thiêu đốt. Thì đây cũng là một tính năng chủ đạo để kích cái phản ứng thiêu đốt. Về tuyệt ký của Guinafen thì Guinafen sẽ có một cái chuông và triệu hồi ba con chó gây nổ toàn bộ phe địch. Mình thấy là khá là cute. Tuyệt ký này có tên là một tràng phá tay thì gây cho toàn bộ phe địch sát thương hỏa bằng 76% tấn công của Guinafen ở level 2. Và khi mà ở trong cái trạng thái thiêu đốt thì khi sử dụng tuyệt ký thì sẽ gây thêm một cái lần sát thương duy trì bằng 74% sát thương ban đầu. Bởi vậy nên khi sử dụng tuyệt ký này thì các bạn sẽ cần kích cái trạng thái tiêu đốt trước, xong rồi sau đấy sử dụng tuyệt ký thì sẽ phát huy được cái lợi thế của cái tuyệt ký này. Về thứ tự ưu tiên nâng kỹ năng thì các bạn sẽ nâng thiên phú trước, sau đấy đến chiến ký, tuyệt ký và cuối cùng là đánh thường nếu mà các bạn dư giả tài nguyên. Còn về vết tích khác thì sẽ có là tăng sát thương hỏa, chính xác hiệu ứng và tấn công kích phá. Thì mình thấy đây là những năng lực mà Guinafen đều cần. Thì các bạn có tài nguyên thì nên nâng hết lên. À,
Về tinh hồn thì chúng ta sẽ có tinh hồn một, đó là khi thi triển chiến kỹ thì sẽ có 100% xác suất cơ bản chiến kháng hiệu ứng của kẻ địch, tấn công giảm 10% và duy trì 2 hiệp. Mình thấy đây cũng là một cái thiên phú khá là quan trọng, bởi vì trong cái quá trình mà mình đánh boss thì cái bọn boss có kháng hiệu ứng cao thì mình thấy gắn cái thiêu đốt toàn hụt. Thì đây cũng là một tinh hồn mà các bạn nên sở hữu. Tinh hồn 2, khi kẻ địch ở trạng thái thiêu đốt thì tấn công thường và chiến kỹ của Vunafen sẽ tăng bộ số sát thương thiêu đốt gây cho kẻ địch đó. Thì đây là một cái chiến kỹ mà sẽ tăng cái sát thương của thiêu đốt lên, cực kỳ quan trọng. Tinh hồn 4, tinh hồn này sẽ gia tăng cái khả năng hồi tuyệt ký của Vunafen, bởi vì mỗi lần gây thiêu đốt thì sẽ hồi thêm 2 điểm năng lượng. Về tinh hồn 6 thì ở đây cũng là một tinh hồn khá là ngon. Nó sẽ giúp tăng số tầng cộng dồn của nuốt lửa tăng thêm một tầng. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ tối đa cộng dồn là 4 tầng nuốt lửa. Và như vậy đồng nghĩa với sát thương phải chịu là nhiều hơn. Và tiếp theo sẽ là nón ánh sáng cho Vunafen. Và mình là một người chơi cũng không có nón ánh sáng 5 sao nên là mình sẽ đề xuất những nón ánh sáng 4 sao free cho anh em đang sở hữu nhé. Và nón ánh sáng đầu tiên đó là sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh. Đây là nón ánh sáng chắn của Luka. Thì nón ánh sáng này cũng khá là ngon bởi vì nó sẽ khiến cho kẻ địch rơi vào cái trạng thái đánh hạ giảm phòng thủ. Và tích tầng bậc 2 ở đây đó là giảm 13%. Thì đây là cũng một nón ánh sáng phù hợp. Nón ánh sáng thứ hai mà mình đề xuất đó là chúc ngủ ngon. Đây là một nón ánh sáng khi mà hiệu ứng xấu của kẻ địch càng nhiều thì cái sát thương của duy trì nó càng cao. Và nón ánh sáng thứ ba ở đây đó là tầm mắt của con mồi. Nón ánh sáng này sẽ tăng 20% chính xác hiệu ứng ở tích tầng bậc 1 và gây tăng cái sát thương duy trì. Và mình thấy cái lượng chính xác hiệu ứng của Winafen là cần thiết bởi vì trong quá trình mình trải nghiệm thì nhiều lúc là nó cực kỳ bị hụt cái trạng thái tiêu đốt do bot có kháng hiệu ứng khá là cao. Thì đây cũng là một nón ánh sáng phù hợp. Và tiếp theo sẽ là phần di vật và phụ kiện cho nhân vật. Ở đây thì mình cũng chưa có đủ cái bộ 4 nên là mình tạm thời cho mic bừa và lấy cái chỉ số dòng chính. Về bộ di vật thì theo mình đề xuất ở đây đó là bộ 4 thiện xạ bông lúa. Bộ này khá là phù hợp bởi vì có tăng tấn công và tăng thêm tốc độ cho người trang bị. Về mic thì các bạn có thể mic 2 bộ thiện xạ bông lúa để lấy tấn công. Và 2 bộ tăng sát thương nguyên tố hỏa, mình không nhớ tên cái bộ này nhưng mà bộ này cũng cực kỳ phù hợp. Còn về phụ kiện thì cái bộ ngon nhất ở đây đó là trạng phong ấn không gian. Bộ này sẽ gia tăng phần trăm tấn công và khi mà tốc đạt thì sẽ tăng thêm phần trăm tấn công nữa. Có nghĩa là cực kỳ nhiều tấn công. Về chỉ số dòng chính thì ở thân mình sẽ dùng một cái thân ATK. Còn giày thì mình sẽ dùng giày Speed và quả cầu mình sẽ dùng quả cầu sát thương nguyên tố hỏa và dây ở đây là đó là dây phần trăm ATK. Về dòng phụ thì sẽ ưu tiên đó là tốc độ tấn công, sau đấy mới đến chính xác hiệu ứng. Bởi vì nhân vật này thì cực kỳ cần là chính xác hiệu ứng để kích từng cái trạng thái thiêu đốt. Và tiếp theo sẽ là đội hình của Winifred. Thì theo mình đội hình phù hợp nhất ở đây đó là Kapka. Thì ở đây là mình có sử dụng cái đội hình đó là ba nhân vật gây sát thương duy trì đó là Sampo, Kapka và Winifred. Thì đây là một trong những đội hình hiện giờ là đang mạnh nhất của Winafen. Còn nãy là mình cũng đã thử với một cái đội hình đó là Kapka, Winafen và một nhân vật giảm kháng như sói bạc. Thì đội hình đấy nó sẽ kém hiệu quả, thời gian clear là lâu hơn. Thì mình nghĩ vẫn là cần một cái đội hình mà nó sẽ có ba nhân vật gây sát thương duy trì sẽ phù hợp hơn. Và ở trong đội hình này thì quái sẽ có thuộc tính điểm yếu đó là phong và hỏa. Thì chẳng hạn như bây giờ mình sẽ không cho nó đi với một cái quái mà có điểm yếu là hỏa thì chắc chắn là khả năng gây sát thương sẽ kém hơn.
Ngoài ra thì mình sẽ đề xuất anh em build nhân vật này lên khi mà đã sở hữu cáp ca và muốn build lên cho nó đi cùng với cáp ca. Còn những anh em nào mà không có cáp ca thì theo mình nghĩ là không cần tốn tài nguyên để nâng Winafan lên. Hoặc là anh em có thể build Winafan lên khi mà sau này mình có ý định là lấy cáp ca. Và tổng kết lại thì nhân vật Winafan này là một nhân vật khá là kén chọn đội hình. Và khả năng gây sát thương thì cũng không phải là quá cao. Mặc dù mình cũng chưa nâng thiên phú lên quá là cao, nhưng mà theo mình thì đây là một nhân vật anh em nếu mà sở hữu cáp ca thì nâng, còn không thì mình có thể là bỏ qua dành tài nguyên để nâng những nhân vật khác. Còn về khả năng của Winafan thì theo mình cũng thấy khá là ổn, nhưng mà yêu cầu cần một chút là tinh hồn tương đối là cao để đạt được hiệu quả tốt hơn. Không biết anh em có cảm nhận như thế nào về nhân vật Winafan này? Cho mình thì thấy đây là một cô nàng khá là dễ thương. Đến đây thì clip của mình cũng kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy hay thì ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye và see you again.